Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động nhờ sự giúp sức của Mộ Linh San đã đấu giá thành công được thôn phệ thiên thi từ tay Tạ Diêm. Sau đó, món bảo vật cuối cùng của đấu giá hội cũng được đưa ra, đó chính là một ngọn ngân tháp có thể mở ra động phủ của một cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa có thể còn liên quan đến một tấm tổ phù mà Lâm Động đang tìm kiếm. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đường Đông Vũ thấy không khí bỗng chốc sục sôi thì mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn ngân tháp rồi mỉm cười nói. Giá ban đầu của ngọn tháp này, 3.000 vạn huyền nguyên đan. Giá vừa được đưa ra, toàn bộ đều cứng đờ, sau đó không ít người ủ rũ ngồi xuống. Cái giá đó đừng nói bọn họ, ngay cả những đại thế lực tài lực hùng hậu cũng phải cân nhắc, đấy còn là giá ban đầu. Sau một trận tranh giành nó sẽ lên đến mức nào chứ? Hắc hắc, nếu không ai bắt đầu thì... Tà Phong Động Thiên Tà sẽ ra trước. Tạ Diêm nhìn ngọn tháp với ánh mắt tham lam, hắn liếm môi rồi cười nói, 3.200 vạn. Tà Phong Động Thiên có tiền như vậy, sao bàn đãi không đọ với tiểu cô nương kia? Thiên Bi phái bọn ta ra 3.500 vạn. Một nam tử trung niên mặc huyền y mở miệng cười châm chọc. Hắn là người của Thiên Bi phái ở Bắc Huyền Vực, bối cảnh cũng không phải tầm thường, không hề thua kém Tà Phong Động Thiên. Nếu mọi người đã có nhã hứng thì Càn Khôn Động Thiên ta cũng tham gia 3.800 vạn. Châu Càn với bộ bạch y từ đầu đến giờ chưa từng tham gia đấu giá, mỉm cười nói, Huyền Không Cốc bọn ta ra giá 4.000, bắt đầu rồi. Lâm Động ngả lưng ra ghế, nhìn sự tranh đoạt nảy lửa, hai mắt nheo lại, cái giá đó ngay từ ban đều đã gạt hắn ra khỏi cuộc chơi. Rõ ràng nếu đi theo con đường chính quy thì hắn không có tư cách cạnh tranh với những thế lực kia, đừng tham gia vào. Lâm Động ngoảnh sang nhìn Mộ Linh San, dường như cô bé đang muốn can dự nhưng hắn lắc đầu. Tại sao? Mộ Linh San không hiểu, cô bé có thể nhận ra Lâm Động cũng rất bận tâm đến ngọn ngân tháp kia. Không nhắc đến việc muội có thể cạnh tranh được với bọn chúng hay không, dù cho có thắng, với thực lực của hai ta, liệu có thể thuận lợi đem nó đi được không? Lâm Động khẽ nói. Mộ Linh San ngây người, tuy không muốn nhưng vẫn gật đầu. Dù cô bé có chút tình nghịch nhưng cũng không phải loại ngu ngốc. Cô bé biết trước những đôi mắt đỏ rực kia, dù ai mua được ngọn ngân tháp kia cũng rất khó để mang được nó đi. Không chỉ hai người bọn họ, dù là những đại thế lực kia cũng vậy. Các thế lực thất bại trong tranh giành hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuộc tranh giành ngọn ngân tháp chỉ là vòng đầu tiên mà thôi. Phu. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, lại lùng nhìn cuộc tranh giành ác liệt. Nếu thủ đoạn chính quy không giành được thì phải đi đường vòng vậy. Dù thế nào thì hắn nhất định phải có được. Ngọn tháp đó, 5.100 vạn, 5.300 vạn. Lâm Động nhìn những đại thế lực không ngừng ra giá. 5.000 vạn với bọn họ cũng là con số không nhỏ rồi. Vì thế khi giá được hét lên đến 5.500 vạn thì đã có một vài đại thế lực ngồi xuống không cam tâm. Nhưng nhìn sắc mặt tối tăm của bọn họ hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ngọn ngân tháp đó. Xem ra ai cũng hiểu rằng có được ngọn tháp đó trên đấu giá hội chưa phải đã thật sự có nó. Cùng lắm chỉ là có được một cơ hội mà thôi. Lâm Động nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ còn lại ba đại thế lực là Tà Phong Động Thiên, Càn Khôn Động Thiên và Ảo Ma Tông. Rõ ràng là ba thế lực này đều không muốn từ bỏ. Cái giá vốn đã cao, sau một cuộc tranh giành cuối cùng đã lên tới 6.100 vạn, mà người ra giá cuối cùng chính là Tà Phong Động Thiên. Đúng là có tiền, Lâm Động cười nhạt, hắc hắc, Tạ Diêm huynh quả nhiên tài lực dồi dào, ngọn ngân tháp này tuy có thể liên quan đến động phủ của cường giả luân hồi cảnh, nhưng dù sao vẫn chưa xác định chắc chắn, vậy mà huynh đã dùng giá đó để mua, đúng là rất có khí phách. Châu Càn chép miệng, cười khẽ với Tạ Diêm, đa tạ Châu Càn huynh nhắc nhở, nhưng ta nghĩ nó rất đáng. Tạ Diêm cười như không cười, trong lòng hắn đã có nộ hỏa, nếu không phải vì Châu Càn thì giá cả đâu cao đến mức này. Châu Càn cười, khẽ nói, vậy thì chúc mừng Tạ Diêm huynh, có điều, rất hy vọng huynh có thể thuận lợi đem nó về đến Tà Phong Động Thiên. Khi nói ra câu này, nụ cười của Châu Càn có chút quái dị, đồng thời những đại thế lực khác cũng khẽ nhếch môi, dừng dưng dựa người vào ghế, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống lại có chút hàm ý. Đương nhiên Tạ Diêm cảm nhận được những ánh mắt cổ quái kia, hắn chỉ nhàn nhạt cười, vậy chúng ta cứ đợi xem. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ nhìn cuộc tranh giành đó cũng khẽ cười, nếu không ai ra giá cao hơn nữa, vậy thì ngọn ngân tháp này thuộc về Tà Phong Động Thiên. Với giá 6.100 vạn huyền nguyên đan, cả đấu giá trường vang lên những tiếng ồn ào, nhưng điều cổ quái là sắc mặt rất nhiều người đều rất kỳ quái, sâu trong ánh mắt đầy sự tham lam. Đi thôi, đấu giá kết thúc rồi. Lâm Động nheo mắt, nhìn Tạ Diêm một cái rồi đứng dậy nói với Mộ Linh San. Ừm. Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng hiểu, tuy đấu giá đã kết thúc, nhưng trò vui thật sự lúc này mới bắt đầu. Trong mấy ngày tới, hiển nhiên người của Tà Phong Động Thiên sẽ đau đầu lắm đây. Lâm Động đưa Mộ Linh San ra khỏi đấu giá trường rẽ vào Thiên Thương Các. Hắn phải lấy thứ hắn có được trong đấu giá hội, được thị nữ dẫn đường, Lâm Động và Mộ Linh San vào đợi trong phòng khách quý, sau đó thân ảnh yểu điệu của Đường Đông Vũ xuất hiện. Lâm Động huynh,
Điện Tâm Sinh Linh Tương của huynh bán được tất cả 1.500 vạn huyền nguyên đan, trừ đi Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch và thứ huynh đã đấu giá. Còn lại chừng này, Đường Đông Vũ cười, đưa cho Lâm Động một cái túi càn khôn, những thứ huynh mua, trừ cái xác khô thì còn lại đều ở trong này, làm phiền cô nương rồi. Lâm Động gật đầu, sau đó nhìn sang Mộ Linh San, Mộ Linh San ngẩng đầu lên nhìn Đường Đông Vũ cười hi hi, tỷ tỷ sợ ta không có tiền mua cái xác đó đúng không? Đường Đông Vũ có chút bối rối, nhưng dù sao nàng cũng phản ứng nhanh, khẽ vuốt gương mặt Mộ Linh San cười, tuy cái xác đó giá không phải rẻ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tỷ tỷ thấy đau lòng. Cùng lắm thì ta giúp Lâm Động huynh số tiền đó là được, nha đầu muội đừng đùa nữa. Lâm Động lắc đầu bất lực, Mộ Linh San cười hi hi, vung tay lên, một cái túi càn khôn hiện ra, đưa cho Đường Đông Vũ, đây, 2.000 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ nhận lấy, cũng không kiểm tra đưa luôn cho thị nữ phía sau, sau đó vẫy tay, một vài người khiêng quan tài thủy tinh ra. Lâm Động nhìn cỗ quan tài với ánh mắt có chút kích động, hắn bước tới gần, khẽ sờ lên đó, mơ hồ hắn có thể cảm nhận được những luồng lực thôn vệ mỏng manh từ cái xác đó truyền ra. Lâm Động huynh, cỗ xác khô này khá kỳ quái, bất cứ thứ năng lượng nào đến gần nó đều biến mất một cách quỷ dị, nếu huynh muốn làm gì với nó thì cũng phải cẩn thận một chút, Đường Đông Vũ nhắc nhở, đa tạ. Lâm Động gật đầu cười, sau đó vung tay lên thu hồi cỗ quan tài vào túi càn khôn, thôn vệ tổ phù ở trong cơ thể hắn. Hắn không lo thôn vệ thiên thi lại có dị biến gì, dường như Lâm Động huynh rất hiểu về cái xác này. Đường Đông Vũ khẽ hỏi, cũng không hẳn, Lâm Động trả lời mập mờ, cũng may thôn vệ thiên thi quá hiếm có, nếu không phải nhờ nham thì hắn cũng không biết nó lại được luyện chế từ thôn vệ tổ phù. Nếu để Thiên Thương Các biết được mình đã bán đi cái xác sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh thì có lẽ ngay các chủ Thiên Thương Các cũng sẽ xông ra mất, vì thế chuyện này vẫn không nên để ai biết thì hơn. Đường Đông Vũ nhận ra hắn không muốn nói, cũng chỉ cười biết vậy. Nàng hỏi thế cũng chỉ vì tò mò mà thôi, dù sao thì Thiên Thương Các đã dùng đủ mọi cách cũng không tra được lai lịch của nó. Đúng rồi Lâm Động huynh, mấy ngày tới có lẽ Thiên Thương Thành sẽ rất hỗn loạn, huynh nên cẩn thận một chút. Đường Đông Vũ do dự một chút rồi nói. Đến nay ngọn ngân tháp kia đã rơi vào tay Tà Phong Động Thiên, mà những đại thế lực khác chắc chắn không cam tâm, mà bối cảnh của bọn họ cũng không sợ đắc tội Tà Phong Động Thiên. Vì thế nếu có cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay giành lại ngọn ngân tháp. Nếu vậy thì sẽ có một trận chiến đẫm máu rồi, đa tạ Đường cô nương đã nhắc nhở, không còn việc gì nữa vậy ta về trước, Lâm Động ôm quyền với Đường Đông Vũ rồi cũng không ở lại thêm, đưa Mộ Linh San đi. Khi vừa bước ra khỏi cửa Thiên Thương Các thì thấy một đoàn người đang đi tới, hắn nhận ra đó là đoàn người của Tà Phong Động Thiên, đi đầu tiên chính là Tạ Diêm. Khi Lâm Động nhìn thấy Tạ Diêm thì hắn cũng nhìn thấy, Lâm Động, ánh mắt hắn lóe hàn quang, nhàn nhạt cười, ngươi vẫn dám xuất hiện trước mặt ta, gan cũng không nhỏ, à, hắc hắc. Giờ người gặp rắc rối không phải ta, đợi bao giờ người thuận lợi mang thứ đó ra khỏi Thiên Thương Thành rồi hãy nói, xem ra mấy ngày tới sẽ có trò vui xem rồi. Lâm Động nhìn Tạ Diêm cười thích thú, sau đó hắn cũng không nói thêm, bước đi thẳng, tên khốn kiếp, sắc mặt Tạ Diêm vô cùng khó coi nhìn Lâm Động đi qua, nắm tay hắn siết chặt lại, nếu không phải tình hình hiện tại khá đặc thù thì hắn đã không nhịn được mà ra tay rồi, đi thôi, thiếu động chủ, mau lấy đồ rồi chúng ta còn phải tính kế thoát thân, lão giả hắc y bên cạnh khẽ nói. Tạ Diêm hít sâu một hơi rồi gật đầu. Hắn biết lúc này đang bị vô số kẻ nhằm vào, đúng là không thể dây dưa với Lâm Động được. Lâm Động dẫn Mộ Linh San ra khỏi Thiên Thương Các, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh. Phía xa dường như đang có một tầng mây đen đang bao phủ. Sắp có trò vui rồi, Lâm Động xoa xoa tay cười nhạt. Bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có manh mối về tấm tổ phù thứ hai. Sao có thể từ bỏ được? Trong một căn phòng rộng rãi, Lâm Động lấy Hải Vương Linh Thảo ra đưa cho Mộ Linh San, cầm lấy đi. Dùng nó để giải trừ phong ấn trên người muội. Mộ Linh San nhận lấy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười hi hi nói, cuối cùng cũng tìm được, hừ, đợi khi giải trừ được phong ấn, nếu gặp lại bọn huyết ma gia tộc đó nữa, nhất định phải nhổ hết răng bọn chúng đi. Lâm Động cười nói, trước lúc đó thì chúng ta còn có việc khác, chúng ta đi cướp ngân tháp à? Ánh mắt Mộ Linh San sáng lên, sau đó phấn khích sán lại gần, được thôi, hắn ta rất đáng ghét, chúng ta cướp đồ cho hắn tức chết. Lâm Động nhìn cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn này, cảm thấy dở khóc dở cười, xoa đầu cô bé, nói, muội cứ giải trừ phong ấn trước đi, muốn cướp cũng không phải đơn giản, phải tính kế lâu dài, Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng hiểu, nếu không giải trừ phong ấn thì với thực lực hiện tại mà đi cướp đồ cùng với Lâm Động thì chỉ thành gánh nặng mà thôi, ta cũng phải nhân lúc này khống chế thôn vệ thiên thi thôi. Lâm Động cười khẽ, hắn vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra rồi hắn chui vào trong. Dù sao khi dùng đến thôn vệ tổ phù, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Không gian bên trong phần thiên đình hiện giờ đã trầm ổn và rộng rãi hơn trước, ở tám phương vị trên không trung tỏa ra một thứ năng lượng cường đại, không ngừng củng cố không gian này,
Phần thiên đỉnh sau khi có 8 cái phần thiên môn đã được cường hóa hơn trước không ít, Lâm Động nhìn xung quanh rồi búng tay, một cỗ quan tài thủy tinh hiện ra, trong quan tài là cái xác khô đứng im lìm. Lâm Động chạm tay vào cỗ quan tài, nguyên lực bắn ra đánh vỡ quan tài để lộ ra hoàn toàn cái xác khô đen xì kia. Lâm Động quan sát cái xác với vô số vết rách như bị móng vuốt cào rách, đặc biệt là chỗ lưng có một cái hố sâu bằng nắm tay. Có thể thấy, trước đây rất lâu, nó đã trải qua một trận đại chiến ác liệt. Lâm Động nghĩ ngợi một chút, cong tay bắn một đạo nguyên lực lên cái xác khô. Thế nhưng cái xác đó không hề có chút động tĩnh, chỉ là khi kình phong bắn tới, bề mặt nó hiện lên một hình hoa văn hắc quang, lóe lên một cái lập tức hóa giải công kích của Lâm Động, quả nhiên là lực thôn phệ. Lâm Động lẩm bẩm, hắn đã quá quen với lực thôn phệ, đương nhiên biết rằng nguyên lực của hắn khi chạm vào cái xác đã bị thôn phệ rồi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.